Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex Hoa Kỳ đã nộp đơn phá sản ở Delaware chỉ vài tuần sau khi bị SEC kiện. Trước đó, Bittrex đã thông báo ý định rời khỏi Hoa Kỳ nhưng vẫn phải đối mặt với hành động thực thi của SEC. Sàn giao dịch cho biết họ có hơn 100.000 chủ nợ, với các khoản nợ và tài sản ước tính nằm trong khoảng từ 500 triệu đến 1 tỷ đô la. Chi nhánh Hoa Kỳ của Bittrex cho đến nay đã có một năm 2023 khó khăn, sa thải 80 người vào tháng 2 và thông báo vào tháng 3 rằng họ sẽ kết thúc mọi hoạt động vào cuối tháng 4. Những thay đổi này không ảnh hưởng đến Bittrex Global, sàn giao dịch tiền điện tử ngoài Hoa Kỳ. Bất chấp việc Bittrex sắp rời khỏi Hoa Kỳ, SEC đã khởi kiện vào giữa tháng 4 với cáo buộc rằng Bittrex điều hành một sàn giao dịch chứng khoán. SEC cũng đã kiện cựu giám đốc điều hành Bittrex Bill Sihara và Bittrex Global. Giám đốc điều hành toàn cầu Bittrex Oliver Lynch cho biết vào tháng trước rằng sàn giao dịch dự định chống lại những cáo buộc này trước tòa, nhưng thủ tục phá sản có thể khiến việc này trở nên khó khăn hơn. Bittrex là tổ chức tiền điện tử mới nhất nộp đơn xin phá sản sau sàn giao dịch FTX và một loạt các công ty cho vay như Celsius, Voyager và BlockFi. Sự điều chỉnh mạnh hơn mà nhiều người đã dự báo cho thị trường tiền điện tử đã đến vào thứ hai, do tắc nghẽn trên mạng Bitcoin dẫn đến việc rút Bitcoin từ Binance bị tạm dừng. Giá tiền điện tử sụt giảm khi các nhà đầu tư trở nên thất vọng với các giao dịch bị trì hoãn và chi phí giao dịch tăng cao. Tương tự như vậy, cổ phiếu chịu áp lực giao dịch vào đầu tuần do các nhà đầu tư hiện đang tập trung vào báo cáo lạm phát sắp tới có thể cung cấp manh mối về tương lai của việc tăng lãi suất. Nhà đầu tư cũng ngày càng lo lắng về cuộc tranh luận nợ trần đang diễn ra. Bitcoin hiện tại được giao dịch ở mức 27.600 đô la. Giá tiếp tục sụt giảm trong khoảng hơn một tuần qua, từ mức gần 30.000 đô la vào ngày 30 tháng 4. Theo Jim Wyckoff, nhà phân tích kỹ thuật cao cấp của Kitco, giao dịch vẫn dao động và đi ngang trong phạm vi. Bên mua và bên bán đang quay trở lại sân chơi kỹ thuật tổng thể trung lập trong ngắn hạn. Hướng mà giá di chuyển lên trên hoặc xuống dưới phạm vi được xác định bởi các đường kháng cự và hỗ trợ trên biểu đồ. Rất có thể sẽ là hướng di chuyển giá có xu hướng bền vững tiếp theo. Đối với các nhà phân tích tại Edge Global, xu hướng thắt chặt đối với Bitcoin có nghĩa là thời điểm quyết định sắp đến gần đối với Bitcoin vì chỉ còn lại khoảng trống rất hạn chế. Mặc dù có một sự phân kỳ âm nhẹ, nhưng mô hình biểu đồ có vẻ hơi nghiêng về phía tăng giá. Sàn giao dịch Bitcoin P2P Postful đã trực tuyến trở lại sau khi tạm ngừng. Postful ngừng hoạt động vào tháng 4 sau khi giám đốc điều hành Ray Yusel bày tỏ lo ngại về sự an toàn đối với tiền của khách hàng do vụ kiện của người đồng sáng lập Arthur Chaibach, người đã kiện Yusel và công ty về việc chấm dứt hợp đồng sai trái cùng nhiều lý do khác. Mối quan hệ của họ đã gặp khó khăn trong một thời gian và doanh nghiệp đã sa sút nghiêm trọng về tính chuyên nghiệp trong quản lý. Theo Chaibach, người đã tìm cách dàn xếp và muốn rời khỏi công ty. Postful hiện thuộc sở hữu của một người giám sát, người này đóng vai trò là giám đốc ngoài cả Chaibach và Yusel. Ngay bây giờ, chúng tôi cần người trông coi vì anh ta là người phá bĩnh, nếu không thì chúng ta đang bế tắc, Chaibach nói. Trong thời gian tạm ngưng, công ty cho biết ví Postful vẫn hoạt động đầy đủ cho người dùng. Những người được cung cấp lựa chọn nền tảng ngân hàng để tiếp tục giao dịch. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.